là một đại gia khét tiếng ở Mỹ, nhưng chỉ từ khi được giới thiệu trong lốc của Vũ Khắc Thiệp thì Mimi Morris mới được biết đến nhiều hơn. Mimi là thê thiếp của Keo John Morris, ông chủ của tập đoàn quốc tế có quy mô toàn cầu, cho nên cuộc sống cực kỳ thanh lịch chảnh với đồ hiệu và những chuyến du lịch khắp nơi. Mimi vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 50 của mình với toàn những khách mời nhiều người biết đến trong showbiz. Và cũng ở tầm tuổi này, dân tình nhiều người đột nhiên nhớ đến một cái tên cũng vô cùng gây xem xét ở Việt Nam là Phượng Chanel. Cả hai người thiếu phụ này đều đam mê hàng hiệu đến mức cháy bỏng và còn vô số điểm tầm thường khác nữa. Phượng Chanel và Mimi Morris có khối điểm tầm thường. Cùng có gia thế phú quý và khối tài sản to đùng. Mimi Morris tự thân có giàu hay không thì chưa có thông tin cụ thể, chỉ biết rằng chồng của cô là CEO của Morris Rao International, tập đoàn quốc tế Morris, với 9 chi nhánh, văn phòng trên toàn thế giới. Sản phẩm của tập đoàn này rất đa dạng, từ nhà vệ sinh bằng thép không dỉ, các sản phẩm ống nước và hệ thống thoát nước đến hệ thống ống nước chân không. Tập đoàn Morris chiếm hữu tới 75 bằng sáng sổ chế và phát hành ra hàng ngàn đầu sản phẩm. Hiện tại, tập đoàn có 18.000 nhân viên và hệ thống văn phòng, nhà xưởng bát ngát khắp toàn cầu. Chồng của Mimi chiếm hữu công ty toàn cầu với quy mô lớn. Cuộc sống của Mimi luôn ngập trong giàu thanh lịch. Với sự nghiệp đó, thê thiếp chồng Mimi hiện đang ở trong căn biệt thự có trị giá bước tới 800 tỷ đồng và chiếm hữu dàn ô tô cực kỳ hoành tráng. Hé lộ một phần căn biệt thự 800 tỷ và dàn ô tô của gia đình Mimi. Còn về phía Phượng Chanel thì cô đã khá nhiều người biết đến trong giới showbiz dù chị không phải là nghệ sĩ. Phượng là người đứng sau rất nhiều các hoạt động nghệ thuật và ngồi trong hội đồng quản trị của các công ty giải trí như công ty Siêu Sao Việt của Đàm Vĩnh Hưng, công ty Tài Hoa Việt nơi người mẫu Xuân Lan làm giá đô đốc, và công ty Anh do chính Phượng Chanel làm chủ tịch. Ngoài ra, Phượng Chanel còn quản hốt doanh rất nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, quản hốt doanh xe hơi hạng thanh lịch và chuỗi nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài biệt thự, Phượng Chanel còn chiếm hữu những ô tô nhiều người biết đến ở cả hai miền Nam Bắc để tiện lợi đi lại, như Rolls-Royce, Lexus, Bentley. Phượng Chanel là một nữ doanh nhân thành đạt. Dàn ô tô của cô khiến ai cũng choáng váng. Cùng có mối quan hệ với toàn người nhiều người biết đến của giới showbiz. Nếu dạo qua một dòng trên Instagram cá nhân thì có thể thấy cả Mimi và Phượng Chanel đều có mối quan hệ với số đông các nghệ sĩ Việt. Mimi Morris rất thân với Hồ Ngọc Hà và vô số người đẹp có tiếng khác như Diễm My, Lê Thúy, Hà Kiều Anh. Ngoài ra, Vũ Khắc Thiệp cũng là cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Mimi Morris và những mối quan hệ với người nhiều người biết đến trong showbiz Việt. Trong khi đó, Phượng Chanel như đã đề cập ở trên lại là người thiếu phụ quyền lực trong giới showbiz khi có tầm ảnh hưởng tới hầu hết các nghệ sĩ. Được biết, Phượng Chanel rất phóng khoáng và hay hỗ trợ người nên những ly show của các nghệ sĩ lớn kể cả như Đàm Vĩnh Hưng cũng không thể thiếu vắng tanh sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của doanh nhân Phượng Chanel. Phượng Chanel thậm chí còn có tầm ảnh hưởng khủng khiếp hơn Mimi rất nhiều. Tuy cùng mê đồ hiệu nhưng người mặc thanh lịch, kẻ lại bị chê sến Nga. Soi lại đẳng cấp đời tầm thường của Mimi thì có thể thấy nữ tỷ phú có nhiều clip đập hộp đồ hàng hiệu. Hơn thế nữa, cách ăn dẫn phối đầu của Mimi cũng rất đẹp, không bị diêm dúa hay quá đà. Ở tuổi này của Mimi mà mặc được như vậy là kỳ tích lắm. Đặc biệt, thần thái của Mimi luôn được nhận xét là cực kỳ thanh lịch chảnh và sắc sảo. Mimi ăn mặc rất đẹp, trẻ trung dù năm nay đã 50 tuổi. Khác với Mimi, Phượng Chanel 1977, dù cũng ở độ tuổi sắp xỉ nhưng lại luôn bị chê cách ăn mặc sến Nga. Như cái tên của mình, Phượng vô cùng mến mộ đồ dung của hãng Chanel và bất cứ sự khiếu nại nào cũng đều diện chúng. Tuy nhiên, thay vì gây được ấn tượng tốt, Phượng Chanel lại tầm thường xuyên lọt vào trong những hero mặc xấu nhất tuần, nhất tháng. Những lần mặc xấu bị cư dân mạng chê bai của Phượng Chanel.
cảm quan thì có thể thấy Mimi tầm thường, mặc đồ đơn giản không quá cầu kỳ về đường nét. Tuy nhiên vì có thân hình phẳng phiu với ba dòng gợi cảm nên cô tầm thường xuyên tạo dựng được hình ảnh đẹp. Mimi có thân hình rất đẹp nên cô diện đồ trông thanh lịch hơn hẳn. Trong khi đó, Phượng Chanel dù có khuôn mặt trẻ trung với làn da căng bóng nhưng thân hình của cô lại hơi khó mặc đồ do phần hông nhỏ. Tuy vậy, nhiều người cho rằng trình độ cao là do cách mít đầu của Phượng chưa đồng đều, gì cũng có những lần cô mặc đẹp và ghi điểm tuyệt đối. Những lần mặc đẹp riêng biệt của Phượng Chanel.